như một viên kim cương kiêu hãnh trên đại lộ danh vọng, nơi nhịp sống sôi động rực rỡ suốt ngày đêm. The Beverly, chất sống Mỹ giữ lòng đô thị mới, nằm trọn trái tim thành phố Thủ Đức. The Beverly mang đến nhịp sống năng động, tận hưởng với ba lớp tiện ích thời thượng, gần 40 tiện ích nội tòa nâng tầm đẳng cấp sống, tiêu biểu như khu thể thao trong nhà, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu gym với trang thiết bị cao cấp hiện đại, kết hợp cùng shop thương mại ở khu D. Đặc biệt, khu vực sảnh, lounge và thang máy được thiết kế tinh tế, mang đến không gian trải nghiệm như ở một khách sạn sang trọng. Nội khu có khoảng 150 tiện ích xứng tầm với những chủ nhân âm sành bậc nhất, hồ bơi nước mặn bờ Vinapool, khu thể thao Aqua Gym, đại lộ danh vọng Starlight, thác nước tràn Beverly, đường suối sương mù Harmony, sân khấu Grammy trên mặt nước. Khu trung tâm với gần 20 tiện ích quốc tế như hệ thống trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Megamall, hồ cảnh quan, công viên 36 hectare, hơn 200 tiện ích thời thượng tại The Beverly đáp ứng mọi nhu cầu từ thương mại, giáo dục đến vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp cho cộng đồng cư dân văn minh. The Beverly như một món hàng hiệu đáng tự hào, khẳng định vị thế chủ nhân, cánh cửa bước vào cộng đồng tinh hoa thế giới. Sở hữu căn hộ Luxury Sky Living đậm chất Mỹ tại The Beverly chính là sở hữu chất sống xa hoa bậc nhất của những ngôi sao Hollywood, phóng khoáng và sang trọng, hưởng thụ và tiên phong, nơi phong cách sống đẳng cấp thanh hoa ngự trị, nơi đẳng cấp xúc cảm mọi giác quan, nơi từng bước đi đều mang trong mình sự kiêu hãnh, những chủ nhân tương lai khẳng định giá trị độc tôn. The Beverly.